Hôm nay thì mình sẽ ăn một cái loại trứng mà bữa giờ ở Việt Nam gần gần luôn nha. Cái này thì mình phải dặn trước đâu đó tầm khoảng nửa tháng chứ không có liền đâu. Thấy người ta ăn thèm quá nên là mình cũng tranh thủ ăn. Dở ra thì thấy họ bỏ trong mấy cái dĩa trứng nhìn đi gan trong siêu thị ha. Cái này là trứng gà giữa nước. Thấy vậy chứ cái vỏ của nó cũng mỏng lắm. Trong lúc ngắm nghía coi thì thấy cũng có mấy cái trứng nó cũng bị bể. Nghe nói trứng giữa nước này mà để trong tủ lạnh tầm khoảng nửa tháng thì nó cũng không có đặc lại nữa. Có vài trứng thì nó cũng bị bể mọi người, nên thành ra trong lúc luộc thì cũng phải nhẹ nhàng xíu. Trong lúc đợi luộc trứng thì mình sẽ khui cái hùng của ba mẹ gửi từ Việt Nam sang. Mình hay nấu ăn nên là phải cần có những cái gia vị, nên là ba mẹ mới gửi một cái hùng đồ ăn từ Việt Nam sang. Nhà mình thì hay sử dụng dịch vụ vận chuyển bên Khánh Si, vận chuyển siêu tốc. Bên đây không chỉ vận chuyển Nhật, Hàn mà còn có cả Mỹ, Úc và châu Âu nữa. Nên là mọi người ai cần thì cứ gửi thử, tại vì dịch vụ bên đây thì mình thấy ok dữ lắm. Tư vấn thì cực kỳ tận tình từ lúc nhận hàng cho tới lúc giao. Còn có nhận mua hộ tạp hóa trên các sàn nữa, nên mọi người cứ việc yên tâm. Trong mấy cái trứng này thì có trứng bể nên luộc lên cái nước nó đục ngầu, hay tại do mình luộc lửa lớn quá ta? Hỏi nhà thì mình ăn hột vịt giữa nước nhiều rồi, nhưng mà hột gà giữa nước này á, hình như là mình ăn được khoảng lần thứ ba hay gì đó, mà hình như là cái hột gà nước này nó lỏng hơn hay sao. Nói thiệt nghe là cái này mình đem về tủ lạnh để mấy ngày đó, nên khi luộc lên là cũng hơi hồi hộp xíu là không biết nó còn giữa nước hay là không. Chứ để tủ lạnh mấy ngày mà lỡ luộc lên giữa đặc thì biết mắng vốn ai bây giờ. Mà phải công nhận là cái giữa nước này nó siêu lỏng luôn nha, nó mịn màng y chang như là một cái tàu hũ non vậy đó. Còn bây giờ thì mình mời mọi người ăn chung với mình nha. Cái hột gà giữa nước này thì mọi người nên ăn lúc còn nóng, chứ không thôi để nguội là hình như nó sẽ đặc lại thành giữa đặc á. Cái phần trên á thì nó cực kỳ lỏng luôn, còn cái phần dưới á thì nó hơi đặc lại, múc lên á thì nhìn y chang là kem vậy đó. Cái trứng giữa này thì cái mề của nó ăn cũng ngon lắm mọi người, nhưng mà lột ra nó hơi khó. Cái này chế miếng muối tiêu vô ha, xong rồi húp một cái gột lúc còn nóng nóng á. Ta nói nó vừa ngon mà nó vừa béo mà không có từ nào mà diễn tả được. Mọi người ăn hột vịt lộn nhiều khi còn no nghe, chứ ăn cái hột vịt giữa này cả chục trứng chưa có thấy xi nhê gì hết nữa. Tao nói cái trứng này nè, quá trời nước luôn. Mà công nhận là bạn này uy tín thiệt, là nói là nước, là trứng nào cũng nước hết trơn. Tại vì bạn này làm ở trong công ty về trứng gà mọi người, nên là trứng giữa nước thì là phải dặn trước mới có, chứ không phải là lúc nào nó cũng có. Còn đặc thì nhiều, giữa đặc thì rất là nhiều. Nước mà nó như vậy nè, húp, toàn là húp không luôn á. Đây, cho miếng nước muối lên, toàn là húp không à, mà nó béo dã man luôn. Béo. Giống như ăn giữa đặc á thì nhanh ngán, chứ ăn cái giữa này á thì là mình ăn được rất là nhiều luôn, nãy giờ ăn nhiều lắm luôn rồi đó. Nhưng mà kiểu là nó no thôi, nó chưa ngán. Tại vì nước không, mà giữa nước mà lỏng lỏng kiểu như bánh lăng vậy đó, có nước còn lỏng có bánh lăng đó mà. Đây nè. Thấy không? Ôi. Ngon lắm. Cái hột gà giữa với hột vịt giữa nó chắc nó cũng sẽ cái vị nó hơi khác nhau xíu á. Cái này ăn thì béo.